Ba. Ủa, sao không biểu mấy đứa nhỏ nó làm mà con phải làm vậy? Dạ, con muốn tận tay chăm sóc ba mẹ mà. Cảm ơn con. Nguyệt Đường à. Dạ. Con biết hết mọi chuyện rồi phải không? Dạ, chuyện gì hả ba? Không cần phải tế nhị với ba đến mức như vậy đâu. Con đã đi tìm Hướng Dương mấy hôm nay rồi còn gì. Ba muốn con giữ kín chuyện này với mẹ, nhất là đối với người ăn kẻ ở trong nhà. Dạ, con nhớ mà. Ba ơi, ba có nghĩ là chị Hướng Dương sẽ chơi đàn ở một nơi nào đó không ba? Ba cũng không biết. Nó rất giống tánh của mẹ nó. Khi đã quyết làm một chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản. Bên trong cái cơ thể yếu đuối kia là một quyết tâm như thác lũ, sẵn sàng cuốn phăng mọi trở lực. Ngày xưa mẹ Hướng Dương đã chấp nhận hy sinh tính mạng của mình để sinh ra nó. Con nhất định sẽ tìm ra chị Hướng Dương. Tốt nhất con hãy tìm cách ngấm ngầm giúp đỡ nó. Với Hướng Dương, những chuyện như thế này phải hết sức tế nhị mới được. Ba, ba không có ý định đưa chị Hiếu Nhương về nhà sao ba? Cô gái này đánh đàn giỏi quá ha. Ủa, em đi đâu vậy? Dạ, em thấy chóng mặt quá. Trời, anh đã nói ở nhà nghỉ dưỡng đi đã. Dạ, em xin phép. Chào anh. Cho chị ly nước cam. Dạ chị. Con nhỏ này, biểu nghỉ ở nhà đi không chịu, chưa hết bệnh lại đi làm. Hay là bệnh của nó nặng? Ủa, Nguyệt Đường. Sao lại đi như ma đuổi vậy? Vô đây ngồi đi. Anh Trọng, ở đây có... Có gì? Mà thôi, không có gì hết. Kìa, Nguyệt Đường. Nguyệt Đường. Ủa, sao vậy? Thôi vô ngồi đi. Ông đăng báo chưa? Rồi, mới đăng. Hướng Dương có đến không? Có. Nhưng con bé lại chóng mặt vậy nửa chừng rồi. Tôi thấy cách tốt nhất là nên tìm chỗ cho nó dạy kèm piano ban ngày, không cho tới đây nữa. Tôi có việc bận, tôi đi trước nha. Không biết là chuyện gì nữa đây.
Ủa, em đi đâu vậy? Dạ, em thấy chóng mặt quá. Trời, anh đã nói ở nhà nghỉ dưỡng đi đã. Dạ, em xin phép, chào anh. Cho chị ly nước cam. Dạ chị. Con nhỏ này, hình như Nguyệt Đường đã biết mình có mặt ở phòng trà của anh Trí. Làm sao bây giờ? Chào em. Anh Trọng ngồi đi. Ừ. Sao anh Trọng không đến phòng trà? Tới làm sao được. Vừa nghe Hướng Dương bệnh thì nhạc nào còn im. Ngày mai không chơi đàn cho anh Trí nữa. Sao vậy? Không riêng gì anh, mà cả Trí và Đạt đều thống nhất như vậy. Anh đã cho đăng báo, Hướng Dương đi về kèm hay hơn. Em làm sao mà dạy, trong khi em quên hết nhạc lý rồi. Thì mình ôn lại. Đạt sẽ giúp em làm chuyện đó. Còn bây giờ ăn đi. Vừa ăn á, vừa kể tiếp chuyện ông bà già ngày xưa cho anh nghe nha. Hôm trước á, làm đã kể tới đoạn mà ông bà ngoại thắp đèn đi tìm mẹ em rồi đó. Anh Trọng nhớ kỹ vậy sao? Sau hôm đó, sao em khóc vậy? Bị đòn đúng không? Tại em làm người lớn hết hồn á. Lần sau đừng có làm gì nữa. Thôi, đừng có buồn nữa. Vì em á, anh đã xin ba cho anh đi học đàn rồi. Mai mốt anh biết đàn á, em qua nhà anh, anh đàn cho em nghe. Ủa? Anh nói thiệt không vợ? Ừ. Chừng nào anh mới đàn giống như sơ vợ? Chừng 3 ngày thôi. Con nhỏ này, sao lại cười chứ? Anh xạo quá à, ba em nói khó lắm á, ít nhất cũng phải 5 năm á. Vậy thì thôi, lâu quá à, anh không học đâu. Anh hứa rồi mà, anh hứa rồi mà. Anh học. Nói vậy ba em cũng là nghệ sĩ piano hả? Không, theo lời kể của sơ á thì ba em chỉ học cho có thôi, chứ không thể nào nhét nốt nhạc vào đầu được. Ngược lại á, mỗi lần ba học á là mẹ em thường đứng xem rình và động viên. Rồi một hôm sơ phát hiện ra mẹ em đang dạy lại cho ba những gì mà sơ đã dạy. Rồi từ đó sơ nhận mẹ em vào học luôn. Anh nghĩ giá như tất cả trẻ em đều được phát hiện năng khiếu từ nhỏ, rồi được nuôi dạy, huấn luyện theo từng hướng, chắc thế giới này nhiều thiên tài lắm ha. Chưa đâu, sơ còn kể rằng con vừa đánh, ở đó là gam la thứ mà. Con thuộc rồi. Sơ vừa nghe con đánh gam mi thứ là gì? Con thấy đánh mi thứ rồi qua pha trưởng thì hay hơn. Con đánh lại cho sơ nghe nha. Chừng ấy tuổi, Bạch Huệ đã biết thưởng thức
và thay đổi những quy luật cũ. Sơ yêu mẹ con lắm. Con người có khác nào một hạt giống nếu được gieo ở mảnh đất bào mỡ, thì có lẽ mẹ con đã là một tài năng lớn. Cho nên em nên đi dạy để phát hiện ra những đứa trẻ có năng khiếu như mẹ em ngày xưa vậy đó. Dạ, em nghĩ đó cũng là một ý hay. Thôi, muốn làm gì cũng được, nhưng cần phải có sức khỏe, rõ chưa? Thôi, anh về đây. Ngủ đi. Dạ. 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 Ăn sáng với cô nghe con. Dạ. Cô kêu con qua đây chỉ để ăn sáng chung với cô thôi hả? Thôi, thì cứ ăn đi đã. Dạ. Có chuyện gì vậy cô? Con à, cô gái tên Dương là ai vậy? Dạ, sao cô biết? Tờ báo nè. À, chuyện là vậy cô à. Con quen với một cô gái. Theo lời cô ta thì cô ta là người tứ cố vô thân, có tài, nhưng bị bệnh tim bẩm sinh. Thằng Bách nói vậy. Cô gái này đánh đàn cho phòng trà chỗ con hay lui tới. Con thấy đi đêm về hôm hoài không tốt, cho nên con đang báo vậy nè, để tìm chỗ cho Hướng Duyên về đàn vậy thôi. Ồ, mà có chuyện gì không cô? Thật ra Hướng Duyên là con của người bạn thân cô, nhưng mà con không được nói cho Hướng Duyên biết nha, tại vì cô sợ là nó sẽ bỏ đi đó. Ồ, sao vậy cô? Con à, chuyện đó sau này con sẽ biết. Nhưng mà con giúp cô một việc, là khi con biết Hướng Duyên nó dạy ở đâu á, thì con cho cô hay nha. Dạ, nhưng mà cô phải hứa với con là... Ừ, được rồi, con đừng lo. Dạ, dạ. Ăn tiếp đi con. Em chào anh. Ờ, ừ. À, đâu? Ừ? Có chuyện gì vậy anh? Ừ. Hôm qua thằng Tuấn nó về công ty làm gì vậy? Ừ, thì ký hợp đồng. Chỉ vậy thôi hả? Anh hỏi làm gì? Đâu có. Anh Trọng, gần đây có tin đồn là tôi lén phén với sếp Tưởng đúng không? Ai nói? Thậm chí còn có người nhắn tin cho tôi để gài bẫy, rồi nhắn tin cho chị Nguyệt Đường đến bắt ghen. Ủa, sao đã lại hỏi anh? Thì tôi tưởng anh là người ở công trường nên biết nhiều lắm chứ. Vậy là chắc chắn thằng Tuấn tò mò tọc mạch gì rồi. Phụ tao bên này coi. Tao này hả? Ủa, có ai phụ tao thêm mấy thùng gió ở đây không? Để tôi phụ cho. Chờ chút xíu. Anh này làm gì? Để em bên kia nha. Cậu phải cẩn thận đó. Hết rồi nè, chịu rồi quá tao nè. Hết rồi. Sách, có chuyện gặp rồi. Đi đó.
bên này nữa nè. Chỗ này không biết tay thiết kế nghĩ sao á, nhưng theo tao nên bắt một số đèn halogen. Đúng, nhưng chúng ta phải làm sao giờ anh? À, anh Dũng, anh về công ty ký hợp đồng đi. Hồi trước thì khác, còn bây giờ ký hay không thì nói với tao không thành vấn đề nữa. Là sao anh? Dưới kia xong chưa, lên đây phụ tay đi. Rồi, lên liền. Tao đang thành lập một công ty, vì vậy á, mày cũng nên chuẩn bị rút đi là vừa rồi. Thôi làm việc tiếp đi. Dạ. Mày muốn gì? Có chuyện gì vậy anh Trọng? Ơ, cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày sao vậy? Sao vậy? Ủa, anh? Anh làm gì đánh tôi? Anh muốn cái gì? Mày nói cái gì? Thôi, mày coi chừng đó rồi mày. Anh muốn cái gì? Muốn gì? Cái gì vậy? Mày Trọng, chuyện gì vậy? Mọi người đi làm việc đi. Chuyện gì vậy? Ai làm việc nấy đây. Đi làm đi anh. Thôi, anh tiếp tục công việc đi. Dạ. Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Dạ, em đang ngồi nghĩ đến những người thân của mình. Ngày hôm nay toàn là gặp những chuyện xui xẻo, bực mình ghê. Tại sao vậy? Cũng không biết nữa. Ngày xưa khi em còn ở với Sơ, em thường nghe Sơ dí dòn rằng cuộc đời mình là một con đường dài vô tận. Ai biết trồng cây tình thương, gieo mầm nhân ái, thì con đường của người ấy sẽ rợp bóng mát. Ngược lại, là ta vô tình đốn đi những bóng cây, ta còn lại cuộc đời chói chang nắng. Cũng hay. Có lẽ anh đã đốn khá nhiều cây. Em không tin một người đầy lòng nhân ái như anh Trọng lại làm như vậy. Anh lớn lên trong nghịch cảnh, nghèo khổ, lăn lóc. Làm gì có được một dịp may để trồng cho mình dù chỉ một bóng cây đời. Có chăng Khiên là người giàu có. Ai cũng nghĩ rằng đợi khi mình giàu có thì mới làm việc công đức, nhưng không ai chịu hiểu rằng trồng cây là công việc của từng ngày, từng mùa. Nói thật với em, anh chẳng bao giờ chịu nghe nói chuyện kiểu này cả. Hay là mình đổi đề tài nha. Không, bây giờ anh thích rồi. Bây giờ? Từ lúc gặp cô bé bị bệnh tim. Uống nước nè. Em nè, mấy hôm nay anh thấy tình hình của mẹ có vẻ đỡ hơn.
anh Bách lại nói em khác. Nhìn mẹ tươi tỉnh hơn, nhưng căn bệnh thì không nói trước được điều gì hết. Công việc của anh thì sao? Anh quyết định rồi, anh sẽ gặp chú Vĩnh Khang. Đã đến lúc, không thể kéo dài gì những chuyện riêng tư được nữa. Chú Khang vì nể trọng ba, cho nên mới dùng hết tất cả những ảnh hưởng của mình để giúp đỡ anh. Anh phải ráng cố gắng nha. Thực chất, anh đã kiểm tra năng lực của anh trước khi vào cuộc. Mẹ gọi điện thoại cho em á. Mẹ nói là mẹ cần gặp anh gấp. Ngày mai anh về gặp mẹ nha. Ừ, anh nhớ rồi. Vô đi. Anh có nghe gì chưa? Chuyện gì? Hôm qua ông Trọng lên công trường quậy nát trên đó. Bậy. Hôm qua cũng có mặt tôi ở trên đó. Không có chuyện gì đâu. Hết nói nổi sếp. Sếp không biết hay là cố tình làm ngơ. Ông Trọng đang sợ Tuấn tố giác chuyện ông nhắn tin gài em và báo chị Nguyệt Đường. Thôi, bỏ đi. Thiệt tình, bó ta anh luôn á. Người ta nhắn đúng số này mà, tại sao lại là cửa hàng ta? Alo. Dạ tôi Trọng đây chị ạ. Dạ tôi tìm đến số nhà mà chị nhắn, nhưng lại là một cửa hàng. Dạ. Ở quận Tân Bình hả? Sao chị không nói sớm? Dạ dạ tôi biết rồi. Sao vậy anh? Đường này mở quận Tân Bình, bó tay luôn. Dạ mời bà. Con mời bà ngồi. Con mời bà uống nước. Dạ bà ngồi chơi. Để con lên mời mợ hai xuống chơi với bà. Mẹ. Mẹ, có chuyện gì không hả mẹ? Mẹ đã tìm ra Hướng Dương rồi đó con. Trời, thiệt hả mẹ? Mẹ, chị Hướng Dương có khỏe không mẹ? Chị đang làm gì hả mẹ? Nhưng mà mẹ vẫn chưa gặp nó con à. Vậy làm sao mà mẹ chắc được là tìm ra chị Hướng Dương? Chắc chắn con à. Nhưng mà con á phải tuyệt đối im lặng đó. Chỉ nói cho Trầm Tưởng và ông Phước Hải biết thôi nha. Giờ mẹ về nha con gái. Ủa? Mẹ nè. Mẹ tới đây rồi. Sao mẹ không lên thăm ba mẹ chồng con một chút? Suýt chút nữa là mẹ quên rồi. Thôi được rồi. Để mẹ lên mẹ thăm ba má con một tí.
Nhưng mà con nhớ nha, không có được hé môi cho đến khi biết được chắc chắn nha con. Mẹ này, bây giờ mẹ đừng lo, con không hớ hên nữa. Đi đi mẹ. Xin lỗi thầy, quên nhắn vô máy của thầy đường nhà tôi ở quận nào. Thành ra thầy cô tìm thiệt ngại hết sức. Dạ, tôi không phải là thầy, đây mới là thầy nè. Ủa nói vậy, thím mới là cô giáo, còn chú không phải hả? Không, cô hiểu lầm rồi, cô Hướng Dương đây chỉ là bạn thôi. Dạ. Vậy tôi xin lỗi. Thôi được rồi, vậy mình bàn luôn công việc nha. Dạ. Dạ. Vậy là thua sao? Suy cho cùng thì thôi vậy. Nếu ông không có ảnh hưởng gì trong tập đoàn thì không sao. Coi như mình không có hứa hẹn gì hết. Bọn nó dán gom trong Phước Hải sao rồi? Trăm quân á thì làm sao bằng một mưu sĩ. Ông còn bó tay thì bọn nhãi nhép kia làm được gì? Ngày mai ông cho tôi gặp tụi nó, tôi sẽ là người xoay chuyển tình hình 180 độ cho ông coi. Ông đúng là một anh hùng cái thế. Nè, sao kỳ vậy? Phút chót em lại từ chối một chỗ dạy thơm phức như vậy hả? Không đâu, anh không nghe bà Phúc nói gì sao? Họ cần người trông trẻ hơn là cần cho con họ học đàn. Làm sao em có thể dạy tốt được? Anh cũng hết ý kiến với em luôn. Có ai đồng ý với cái giá 300 một giờ như vậy đâu. Em chưa từng đi dạy nên không biết. Cho dù học phí có cao đến mấy, em cũng không nhận. Anh thấy không? Cái con bé cháu bà Phúc á, nó có muốn học đâu. Ép nó làm gì kia chứ. Thôi được rồi, nếu vậy ngày mai đến nhà ông Tuyên xem sao. Mai anh không bận hả? Bận hay không không quan trọng. Em phải xong đâu đó anh mới yên tâm. Chắc lại có người hỏi học đây. Alo, tôi Trọng xin nghe. Hả? Tôi nói muốn chơi đồ bất ngờ hả? Được rồi, ngày mai đi. Chú đã tranh thủ tất cả các ảnh hưởng của mình. Bây giờ đã là phần quyết định của Trầm Tưởng. Công trình này có một tầm quan trọng cho cả hai công ty. Nó mở ra một vận hội mới. Dạ, con xin lỗi vì đã làm phiền lòng chú. Chú, con sẽ cố gắng hết sức. Chúng ta không vì mục đích làm giàu một cách bạo phát. Cháu thấy bà cháu không? Chỉ hai chữ Phước Hải cũng đủ làm cho giới xây dựng phải nhượng bước. Hai chữ Phước Hải mới là thứ của cải quý giá, ăn đến đời con đời cháu nếu như mà biết giữ gìn.
À, chú nghĩ trong khi đang thi công cầu ốc Vĩnh An, cháu chuẩn bị cổ phần hóa công ty đi là vừa. Đó là xu hướng chung của những tập đoàn có chiều hướng phát triển. Dạ, con chưa nghĩ đến chuyện đó chú. Có hai loại tài sản để có thể cổ phần hóa thành công. Đó là tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Mà tài sản vô hình á, cháu đang sở hữu hai chữ Phước Hải quá lớn. Đó là một lợi điểm mà không phải ai cũng có được. Dạ, con biết. Nhưng mà con vẫn còn đang muốn đi tu nghiệp ngành quản trị. Chú thì luôn ủng hộ cách nghĩ đó. Nhưng cháu à, cơ hội không đến với ta lần thứ hai đâu. Thưa chú, con cũng đã bàn điều này với chồng con rồi đó. Nhưng mà anh tưởng anh cứ còn ngần ngại hoài. Cẩn thận á là cần thiết, nhưng thời gian thì không bao giờ đứng đợi đâu. Dạ cháu xin phép ạ. Giờ cháu có vẻ thông minh và lịch thiệp. Có một người phụ nữ như vậy ở phía sau sự nghiệp của mình, đó là một may mắn lớn với cháu. Sao giờ này không thấy tới? Vĩnh Khang đánh hơi, thấy món lợi béo bở đang trôi về. Hắn có gây ảnh hưởng để nắm tuyệt đối quyền kiểm soát tập đoàn. Nếu lần này mà để cho Vĩnh Khang thắng cuộc thì mọi cơ hội coi như kết thúc. Bây giờ ta sẽ gây một vụ bê bối ngay tại công trường của Phước Hải. Gói thầu mà Vĩnh Khang giao cho Phước Hải sẽ vào thế bị động và sẽ dẫn đến đấu thầu công khai. Với chiến lược hạ giá thành để giật mối, liệu khi đem được công trình về thì có thi công nổi với giá đó hay không? Em e là mình hơi phiêu lưu đó. Cái thằng Trọng này. Nhà gì đâu mà khó kiếm quá. Anh có điện thoại kìa. Kệ nó đi. Không chịu nghe máy nữa. Thôi, không cần chờ đến nó nữa. Tôi có kế hoạch này rất hay. Thiệt tình là việc cháu học piano, vợ chồng chúng tôi rất ủng hộ. Dạ. Thằng bé nó mê quá, nên vợ chồng chúng tôi cũng cố gắng. Dạ. Vì vậy, trước nhất cô thầy đây cho biết học phí. Dạ, về phần học phí thì... Cháu nó đã học ở đâu chưa ạ? Có chứ. Trước đây cháu đã học lớp căn bản ở trung tâm. Dạ. Nhưng đưa đón cực quá. Mà vợ chồng chúng tôi ai cũng bận rộn, nên cháu phải nghỉ. Cháu nó có năng khiếu cô à. Cho cháu nó thôi học tôi thấy cũng tội. Nếu cháu nó mà có năng khiếu em sẵn sàng dạy. Mình nhắc lại chuyện học phí ha. Thôi chuyện như vậy coi như xong. Anh cho em cái hẹn. Em sẽ đến để kiểm tra trình độ của cháu và có cách dạy phù hợp. Cảm ơn cô. Nói vậy chứ chúng tôi cũng phải có cách. Anh đừng có bận tâm. Nếu thật tình cháu nó thích và có năng khiếu em sẽ dạy hết mình. Đó là lời hứa của em. Còn về phần học phí thì không thành vấn đề. Như vậy thì tốt quá, cảm ơn cô. Như vậy chỉ còn chốt lại tất cả vào buổi họp cuối. Dạ. Việc ký kết hợp đồng sẽ được thực hiện. Dạ, con cảm ơn chú. Con sẽ cố gắng
Để con phụ lòng chú. Cầu ấp Vĩnh Khang nhất định sẽ là công trình của tình bạn. Vậy đó cháu, con người lanh quanh đấu đá cho lắm rồi, cũng quay lại với cái tình. Nhất là cái tuổi tri thiên mệnh đã kéo đến. Thôi, chuẩn bị cho tốt nha. Dạ. Chú về ạ. Dạ, con chào chú. Dạ chào chú. Anh Trọng sao vậy? Cả một buổi sáng bỏ hết công việc, chưa biết cái gì về người ta mà miễn phí với miễn phiết rồi. Em làm cho anh bực mình hả anh? Sao không bực? Đi dạy đàn để kiếm sống. Em làm ơn xuống đất giùm anh đi, để cho khỏi té cái. Sống trên mây vừa đói vừa không an toàn nữa. Còn em, em chỉ sợ mình dạy cho thằng bé kia không được bao nhiêu buổi là phải nói lời chia tay rồi. Được bao nhiêu thì bao nhiêu. Bao nhiêu thì cũng phải có tiền ăn để sống chứ. Nếu muốn sống bằng cách ăn và thở thì em có thể giàu gấp 3-4 lần anh mà không cần phải động đến móng tay. Anh biết không, hạnh phúc là khi mình dâng tặng cho ai đó một điều gì mà không cần bận tâm mình sẽ được gì. Nè, em học ở đâu ra cái triết lý đó vậy? Sơ Minh Nguyệt đã nói với em trong những ngày em theo sơ qua cái trại trẻ mồ côi. Còn em cho được bao lâu nữa? Khi cái bất ngờ không mong đợi sẽ ập xuống. Thôi, được rồi. Đừng cho anh nghe những lời đó. Đừng nói trước rằng em sẽ bỏ anh. Bạn thiết kế đâu em ơi? Dạ đây chị. Cho chị phối cảnh công trình. Dạ, luôn em ơi. Dạ. Nhanh nhanh đi. Còn đây nữa nè chị. Nhanh nhanh lên. Chị, hình như hôm nay có chị Nguyệt Đường nên ai cũng chăm chỉ hết phải không ta? Hả? Tới giờ mọi người cứ nghỉ đi chứ. Chị cũng được nghỉ rồi. Đào nè, em biết chị muốn nói gì rồi. Chị đừng bận tâm. Cái quan trọng là cái lũ phá hoại đang ẩn nấp trong công ty này kìa. Mà cái ông chồng quái lạ của chị nữa, biết người ta hại mình mà vẫn cứ tốt. Hình như đối với ổng á, đó là những chuyện nhỏ không đáng quan tâm tới. Đào, em có biết họ là ai không? Bọn ông Trọng chứ ai. Sao vậy chị? Chị có sao không? Không có gì hết á. Anh Trọng với anh Tưởng đều là học trò của mẹ chị mà. Nhưng mà khác nhau 100%. Như là ông thiện với ông ác vậy đó. Em nói thiệt mà. Nói vậy người ta cứ tưởng là mình nịnh.